Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến bản tin đó là có một cái trường dạy cái môn skydiving ở tại cái thành phố cũng khá nhỏ, Acampo, ở tiểu bang California. Thưa quý vị, chúng tôi không tìm được hình cái ông mà instructor sử dụng cái bằng này, không phải bằng giả nhưng bằng bị hết hạn. Ông tên là Robert Pooley. Thưa quý vị, đây là cái trường mà ông dạy đây, còn đây là cái ông chủ nhân của cái trường, William Dowse. Thì bây giờ đó, thứ nhất, phía công tố viên sau khi mà xảy ra một số những cái tai nạn, rồi có hai người đó, học viên, họ bị té chết, tên là Young Kwon và Tyler Turner vào năm 2016. Gia đình của Tyler Turner đó đã nộp đơn kiện cái trường này và đã được tòa án ở San Francisco phán xét là cái trường này phải đền một cái số tiền lên đến 40 triệu. Nhưng mà thật sự cái ông chủ này ông không có cái tiền nhiều như vậy. Thì phía gia đình của Tyler đã nói là đến bây giờ họ vẫn chưa nhận được một đồng xu nào tiền đền bù từ cái ông William Dowse này cả. Thì từ sau cái vụ kiện của Tyler đó thì bắt đầu có một số người đã từng lấy cái chứng chỉ làm instructor cho cái môn skydiving và một cái môn nữa nó gọi là tandem skydiving. Thưa quý vị, họ bắt đầu đặt nghi vấn về cái chuyện giảng dạy của cái trường này, và đặc biệt là cái ông Robert Pooley đó. Thì sau đó phía công tố viên có thể là họ cũng nghi ngờ, cho nên là họ đã mở một cuộc điều tra. Thì cuối cùng họ phát hiện là cái license của Robert Pooley đó vào năm 2015 đã bị suspend rồi. Cái lý do suspend thì tin tức không có nói rõ, nhưng mà họ có nhắc đến là trước khi mà bị suspend thì ông này bắt đầu có những cái sai phạm trong cái chuyện mà giảng dạy của mình, cho nên mới dẫn đến cái chuyện license bị suspend. Nhưng mà sau đó ông không có lấy thêm những cái lớp mà tập huấn lại hay là làm những cái chuyện mà cần phải làm để mà lấy lại được cái license. Ổng vẫn liều thôi quý vị, ổng tiếp tục lúc đó ổng vẫn tiếp tục dạy ở cái trường này. Thì không biết được là bây giờ cái ông chủ của cái trường đó có biết hay không mà vẫn để như vậy. Thì và bây giờ công tố viên họ phát hiện đó là bởi vì cái license của mình đã bị suspend, cho nên khi mà học viên họ học đủ, ví dụ cần ra cái license để 100 giờ đi, thì khi mà cấp cái chứng chỉ đó, cái tay Robert Pooley này đã đi lấy hình ảnh chữ ký của một cái người instructor khác, chắc họ làm trong ngành họ biết thôi quý vị, y copy lại cái đó, và mỗi khi mà ra cái chứng chỉ đó thì y lấy cái số của cái ông đó và cái chữ ký của ông đó bỏ vào trong cái license cho mấy người học viên, và vẫn charge người ta cái số tiền lên đến là 1.100 Mỹ Kim cho một cái license như vậy. Thì bây giờ sau khi mà bị phanh phui là y không có bằng gì hết, những cái bằng mà y cấp ra đó là bây giờ nó là một cái tờ giấy lộn hoàn toàn vô giá trị. Thì những cái người học viên này đó bây giờ họ đùng đùng họ đổ xô đi xu ngược lại cái trường này. Thì đến bây giờ đó, khi mà cái tin tức này lên thì thật sự cái trường này đó, ông chủ này ổng đang đóng cửa vô thời hạn rồi, bởi vì ổng chịu quá nhiều những cái đơn kiện. Nhưng mà phía công tố viên họ nói là họ sẽ mở tiếp cái cuộc điều tra cho những cái vụ mà học viên khi mà nhảy may không chết rớt xuống mà bị thương đó, khoảng 20 mấy vụ khác nữa đều là những cái lúc mà cái tay Robert Pooley này dạy người ta. Nhưng mà hiện nay y mới chỉ bị nhận có án tù có 2 năm thôi thưa quý vị, liên quan đến cái chuyện là y đã cấp ra hơn mấy trăm cái bằng có cái chữ ký giả ở trên đó, chỉ mới bị tù đó thôi. Còn cái chuyện mà có phải là y dạy người ta sơ suất rồi khiến cho người ta bị té thì phía công tố viên nói là họ sẽ mở một cuộc điều tra riêng biệt nữa. Ngày hôm nay thì vấn đề di dân, lẽ đương nhiên ở tại Hoa Kỳ này cái vấn đề di dân hiện nay là nằm trong cái chiến trường tranh luận giữa hai ứng viên Donald Trump và Kamala Harris. Thế nhưng tin tức nổi bật hiện nay là số phận của những người Haitian vô cùng có thể nói rất đáng thương. Họ nói rằng nếu mà không chiến tranh xảy ra và bạo lực trong cái cuộc nội chiến ở tại Haiti, một bên là Haiti và một bên là Dominican Republic. Chuyện lạ quý vị, nó là một cái đảo, thế nhưng nó chia làm đôi. Mà
họ xét về tính lịch sử đó thì hầu như cũng là một phần của người dân với nhau. Tương tự như phía Mexico với một phần Cali, hoặc là phía Mexico với một phần của phía bên dưới đó. Thì bây giờ trên đảo này, một bên là Haiti và một bên là Dominican Republic. Một bên á, thì chiến tranh hoảng loạn, còn một bên á, là bình ổn. Và trước đây khi mà không có các cuộc nội chiến và chiến tranh thực sự, nó cũng đã mấy chục năm nay rồi ở Haiti đó, thì chính phủ nó cứ đảo tránh liên tục. Lạ ghê quý vị. Quan điểm mà tại sao sống với một cái nước láng giềng như thế mà không ảnh hưởng được cái chế độ dân chủ của Dominican Republic. Cho nên ở một bên thì là tàu, thậm chí đó du thuyền thì ra vào cảng nơm nớp hàng ngày. Còn một bên thì không ai dám vỗ cả. Và bờ biển một đông, phía tây của cả hai bên đề huề. Nổi tiếng trước đây là Port-au-Prince, thủ đô của Haiti, nơi mà tàu du thuyền đi vào thường xuyên tấp nập. Thế nhưng ngày hôm nay cái hình ảnh này nó tệ hại vô cùng. Thay vào đó là các hình ảnh của di dân Haitian. Mà phần lớn đó, khi mà chiến tranh nổi loạn đó, thì là họ chạy hết sang biên giới là gần gũi nhất và dễ dàng nhất. Chỉ có những người mà mạo hiểm nè, còn có dư giả tiền bạc đó, để cho những cái tay buôn người đó, hoặc là nó sắm những cái chiếc tàu thuyền đó, nó chở, rồi họ mới từ đó họ vượt biển để chạy đến bến bờ của Miami, Florida. Thì chỉ có cái phương tách đó duy nhất thôi thì mới cứu giúp. Cho nên ở Florida đó, cái cộng đồng người Haitian nhiều lắm và họ giải rác. Ở phía New York cũng ngày hôm nay cũng có, New Jersey vân vân, nhưng mà ở Florida là nhiều nhất. Thì chính quyền Dominican Republic, ta hay gọi là nước Cộng hòa Dominican đó, thì hôm nay họ tuyên bố họ không chịu đựng được nữa cái lượng người di dân quá tải, có thể lên đến cả vài trăm ngàn, cả triệu người. Và đất nước này sống phần lớn là du lịch, còn các sản phẩm về mía, khoai lang là toàn là những thứ là nông nghiệp thôi. Thì họ không đủ cái cơ sở vật chất và tài chính để hỗ trợ cho số lượng người này. Cho nên đến sáng ngày hôm nay là chính quyền, và chúng tôi sẽ đưa ra cái tin tức này để cho thấy ảnh hưởng về chính sách di dân của ông Donald Trump càng gây thêm ảnh hưởng đối với những người Haitian đang sống ở đây. Phần lớn á, vì cái cuộc nội chiến và cũng như cái sự trù dập đó là một trong những tiêu chuẩn để nhập cư vào nước Mỹ xin tị nạn. Và cái tị nạn đó là từ thời ông Obama sang tới ông Trump rồi đến Biden là mạnh mẽ hơn nữa. Bởi vì cái chiến tranh nó càng bùng nổ lớn bao nhiêu thì lượng người di dân càng nhiều bấy nhiêu. Tương tự như là Venezuela, sau cái cuộc bầu cử và cái cuộc đàn áp của chính quyền Maduro đối với phe đối lập, thì người những ai mà ủng hộ cho phe đối lập đó, họ chán ngán và họ bị trù dập. Trong đó vẫn những cái vụ bạo động, tội phạm vân vân, thì họ rời bỏ đất nước. Và chúng ta mới thấy được cái lượng người di dân vào Mỹ đó nhiều như thế nào. Cho nên càng tình hình vùng Nam Mỹ và các khu vực đảo quốc khác ở vùng Caribbean bị ảnh hưởng bao nhiêu, thì nước Mỹ lại là nơi cư mang những người này nhất. Mà đồng thời họ cũng là nạn nhân trong những vụ tranh chấp về chính trị, ăn mèo ăn chó rồi đủ hết tất cả. Một bên thì đảng Dân Chủ muốn cưu mang những người này, nhưng mà ông Trump vẫn tiếp tục tuyên bố. Và ông vận động các nơi, ông nói ông chắc chắn sẽ trục xuất những người Haiti này. Bởi vì ông vẫn tin tưởng cái quan điểm đó là di dân vào đây lấy công ăn việc làm của người Mỹ. Thêm một điểm nữa mà gánh nặng lên cho người Haitian ở tại Dominican Republic là ngày hôm nay chính quyền tuyên bố mỗi tuần họ sẽ phải trục xuất đến 10.000 người. Số người này đó họ bắt đầu họ sợ với tin tức này, cho nên họ càng trốn nữa. Và cái chuyện mà làm thế nào để thực hiện được cái việc trục xuất lại là một vấn đề khác. Yes, chính phủ có thể trục xuất, nhưng mà trục xuất bao nhiêu và trục xuất như thế nào thì rất là khó.
Ông Trump nói là ông có thể trục xuất tới cả 1 triệu người Haiti. Nhưng mà làm thế nào họ trục xuất khi giấy tờ của họ thì được phép ở đây để làm việc. Và họ là tình trạng nhập cư theo tiêu chuẩn tị nạn của Hoa Kỳ. Riêng với Dominican Republic đó, thì họ lại tuyên bố trục xuất. Vấn đề trục xuất ở đây là liệu rằng nếu như mà những người này đang bị giam trong các trung tâm như Hoa Kỳ thì đã lại khác. Chúng tôi quay trở lại ngay sau phần quảng cáo.